Oh, chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. Vào ngày này chúng ta sẽ thông qua để thể hiện sự trân trọng bồi hồi. Nhưng chúng tôi muốn làm cách đi để thể hiện thấm lòng với những người phụ nữ đặc biệt. Chào chị. Chào chị. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Chị tên là gì? Chị tên Thảo. 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 Tớ làm việc thì chị có cảm thấy nhức đầu. Có nhức cả vai và cả hai chân nữa. Nên chúng tôi dành cho chị một lần để sức khỏe. Đây là hôm nay. Hôm nay. Chúng tôi dành chị ở đây để thư giãn. Xong rồi. Khỏe. Cảm ơn Han. Chúc chị một ngày cốc thể thương nữa vui vẻ. Dạ, cảm ơn. Nếu được nghỉ ngơi một ngày thì chị sẽ muốn điều gì? Nếu muốn điều gì cho tôi thì chẳng hạn như là đưa con trai đi công viên chơi, xong đó là buổi chiều thì có thể là đi chăm sóc cho mình, chẳng đi làm đẹp hoặc là đi mua sắm gì đấy. Chúng tôi muốn tặng cho chị. Dạ. Tặng và một món quà cho chị nha. Dạ. Từ bây giờ chúng ta cũng đi được không ạ? Dạ được. Dạ. Đi ok thôi. Dạ. Ok đi. Ok. 1 2 3. Xin chào. Chị là chị chị. Dạ. Dạ bên em có rất là nhiều dịch vụ. Thì hôm nay chị Diệp muốn dùng dịch vụ gì ạ? Chị muốn gội đầu, massage, giảm. Dạ rồi. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày kể phương ứng rất vui. Cảm ơn hai anh.